Chào thể nha, cái này là mới về con ngăn kéo của BC200 từ năm. Quay đi. Đó là màu tím hoa sim nha. Rất là tuyệt vời, màu vàng. Màu tím hoa sim. Cái này nó bị mở một cái cốc ốc nè. Giá nó rất là tốt, mở mấy con block. Chỉ là mất cái ốc nó mở nó lấy thôi chứ không gì hết. Nên giá rất là rẻ. Giá rẻ hợp lệ cho mấy anh em mà thợ. Giờ lấy mấy con ốc bắt vô. Hàng là riêng đét, riêng từ đầu đến đít. Riêng dữ lắm. Cho nên anh em là cần thì gọi nha. Gọi cho phụ tùng cơ giới 0907255116. 0907255116 nha. Hàng là giá rất là tình yêu luôn, giá coi như là chuẩn men luôn.